cả quý vị khách quý đang có mặt tại buổi họp báo công bố giải đấu Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân 2020. Không sai khi mà gọi Liên Quân Mobile được gọi là tượng game quốc dân tại Việt Nam. Cứ 10 người dân Việt Nam thì trong đấy sẽ có một người chơi Liên Quân Mobile. Và hy vọng là với những sự hợp tác này, chúng ta có thể thúc đẩy được nền thể thao điện tử cũng như là nền eSports của Liên Quân Mobile ngày một phát triển hơn. Hãy xem Liên Quân theo cách của bạn. Hãy xem Liên Quân theo cách của bạn.